Dương Vy sẽ làm cái live stream ngắn, tranh thủ lúc trời chưa mưa to, chưa mất điện thì Dương Vy sẽ làm cái live stream. Dương Vy sẽ chia sẻ một bài viết của Hồ Thúy Văn với người thường dân. Nhưng mà trước khi chia sẻ bài viết thì Dương Vy cũng qua nghiên cứu nhiều tài liệu và tham khảo rất là nhiều tài liệu về bài viết này rất là hay. Kể từ giai đoạn năm 1956 cho đến 1975, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là chế độ Ba Que, nó giữ biển đảo như thế nào và mất những cái biển đảo đó ra sao, cái giai đoạn nào mất những cái biển đảo đó đấy. Và tiếp theo Dương Vy sẽ nói đến cái việc mà Đảng Cộng sản tiếp quản các đảo sau giải phóng 30 tháng 4, trước và giải phóng 30 tháng 4 giữ biển đảo ấy như thế nào cho đến nay ra làm sao, để cho mọi người hiểu rõ cái bản chất của Ba Que nó xuyên tạc cái chế độ mình như thế nào. Bọn chúng nói là Việt Nam hèn nhát, hèn với giặc, ác với dân đấy. Thì Dương Vy qua đây sẽ chia sẻ bài viết này. Hello, từ Lâm Thanh, chào Nguyễn Thu Hương, chào Phan Lĩnh Mỹ Anh, chào tất cả mọi người nhé. Giai đoạn từ 1956 ấy, tức là thời gian này ông Ngô Đình Diệm nhận chức là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thì tiếp quản các đảo đó từ cái chế độ thực dân, cú thực dân Pháp, bởi vì chia cắt hai miền Nam Bắc từ vĩ tuyến 17. Thì Dương Vy tính từ giai đoạn năm 1956 đến 1960, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó biếu không cho Campuchia là năm đảo ở phía Tây Nam, gồm Hòn Năng trong và ngoài, Hòn Tai, Hòn Kiến Vàng, Hòn Keo Ngựa và Hòn Ngọc, hay còn gọi là đảo Wight hoặc đảo Polowai đấy. Từ giai đoạn năm 1556 đến 1960 nhé, thì cái chế độ này, chế độ Việt Nam Cộng Hòa ấy, cái bọn Ba Sọc đã biếu cho Campuchia là năm đảo. Từ giai đoạn năm 1970 đến 1971 tặng cho Malaysia 7 đảo ở Trường Sa, gồm đá Enka, đá Hoa Lau, đá Kỳ Vân, đá Xác Lốt, đá Suối Cát, đá Kiêu Ngựa và bãi Thám Hiểm đấy. Còn năm 1956 thì sao? Năm 1956 thì chúng đã nhượng quyền cho Đài Loan đảo Phú Lâm, quần đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đến năm 1959 tiếp tục chuyển tên sở hữu cho Đài Loan đảo Ba Bình, đảo nổi lớn nhất ở Trường Sa. Đấy. Vào năm 1970, Philippines xâm chiếm một số đảo, trong đó có ba đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bọn Ba Sọc đã tuyên bố và xác lập mốc chủ quyền, gồm Thị Tứ, Loai Ta, Song Tử Đông, nhưng không gặp phải bất cứ phản ứng nào. Đấy. Thậm chí nguồn tin phản ánh về việc chiếm đóng của Philippines nhiều tháng sau các nước mới biết, cho thấy chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lãng quên hoặc làm ngơ trước việc mà Philippines chiếm đóng ba cái quần đảo này. Và cuối cùng nhất, năm 1974, sau trận hải chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, bọn Ba Que với Trung Hoa, Trung Quốc, 36 quần đảo lớn nhỏ ở quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng hoàn toàn. Đây là trận chiến mà như nhiều nhà phân tích, những người trong cuộc từng lên tiếng, thì nguyên nhân thất bại do Việt Nam Cộng Hòa bị Hoa Kỳ bán đứng và sự hèn nhát nhu nhược của quân đội cũng như chính quyền Nguyễn Văn Thiệu
Đấy. Vào lúc đó Dương Vi còn nhớ là có một tình báo là không quân Việt Nam chuẩn bị cất cánh rồi, nhưng mà ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lệnh là không được cất cánh ra đánh ở Hoàng Sa. Cái sự hèn nhát của Ba Que cộng với sự bán đứng của Hoa Kỳ đã làm cho mất hẳn hoàn toàn 36 quận đảo lớn nhỏ của Hoàng Sa năm 1974. Nên nhớ lúc bấy giờ Việt Nam Cộng Hòa tức bọn Ba Que này này có lực lượng hải quân hiện đại xếp hạng tư thế giới, không quân xếp hạng thứ ba thế giới đấy. Nhưng mà làm ngơ trước sự đánh chiếm của Trung Quốc trước 36 quần đảo lớn nhỏ Hoàng Sa năm 1974 nhé. Còn nói về Đảng Cộng sản sau năm 1975, tức vào tháng 4 năm 1975 cho đến nay á, thì Đảng Cộng sản giữ biển đảo như thế nào, thì Dương Vi qua cái bài viết thì Dương Vi sẽ phân tích thêm một chút để cho mọi người hiểu rõ về Đảng nhà nước giữ từng tấc đất, từng hòn đảo, từng bãi đá cạn, bãi biển gọi là đảo chìm. Tháng 4 năm 1975 á, nhận định của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ sụp đổ, tức bọn Ba Que sẽ bị thất bại. Nước ngoài có thể lợi dụng tình hình này để chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nên đã chủ động giải phóng các đảo nổi trước khi giải phóng trên đất liền nhé. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1975, giải phóng đảo nổi Song Tử Tây. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, giải phóng đảo nổi Sơn Ca. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, giải phóng đảo nổi Nam Yết. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, giải phóng đảo nổi Sinh Tồn và đảo Trường Sa lớn. Đấy. Và trong những năm sau đó tiếp tục đưa quân ra giữ một số hòn đảo nổi, gồm ngày 10 tháng 3 năm 1978 đóng quân giữ đảo nổi An Bang, ngày 13 tháng 3 năm 1978 đóng quân giữ đảo nổi Sinh Tồn Đông, ngày 30 tháng 3 năm 1978 đóng quân giữ đảo nổi Phan Vinh, ngày 4 tháng 4 năm 1978 đóng quân giữ đảo nổi Trường Sa Đông, ngày 5 tháng 3 năm 1987 đóng quân giữ đảo chìm thuyền trài, ngày 2 tháng 12 năm 1987 đóng quân giữ đảo chìm đá Tây. Đấy là việc mà Đảng nhà nước thực hiện. Tuy nhiên á, do cái lực lượng trang bị của Hải quân Việt Nam thời bấy giờ còn nhiều cái hạn chế, nhiều cái đảo chìm của chúng ta không thể đóng quân. Có những đảo đã đến đóng quân nhưng do điều kiện sinh sống quá khắc nghiệt nên bộ đội phải rút về, như đảo như bãi đá Châu Viên á, trong chiến dịch bảo vệ chủ quyền là mang mật danh là CQ88, chủ động ngăn chặn cái âm mưu thôn tính các đảo bãi đá chìm của Trung Quốc, đã đóng và giữ thành công 10 đảo chìm. Trong đó mình giữ thành công những cái đảo 10 đảo chìm này, nhất là ngày 23 tháng 1 năm 1988 đóng quân giữ đá Tiên Nữ này, hai là mùng 5 tháng 2 1988 đóng quân giữ đá Lát, ba ngày 6 tháng 2 năm 1988 đóng quân giữ đá Lớn, ngày 11 tháng 2 năm 1988 đóng quân giữ đá Đông, ngày 27 tháng 2 năm 1988 đóng quân giữ đá Tốc Tan, ngày mùng 2 tháng 3 năm 1988 đóng quân giữ núi Lé, ngày 14 tháng 3 năm 1988
diễn ra xung đột vũ trang ở Trường Sa làm 64 chiến sĩ tử thương. Chúng ta giữ được Kolin nhưng Trung Quốc chiếm được Gạc Ma và Len Đao. Đó. Vâng, chào chú Nguyễn Nhàn. Trong cái điều kiện khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu, bị cô lập về chính trị, cấm vận về kinh tế, quân sự, nhưng chúng ta đã chủ động đóng giữ, anh dũng bảo vệ các đảo nổi và 10 đảo chìm, trong đó nhiều đảo lớn có tiềm năng phục vụ mục đích quân sự và phát triển kinh tế. Tuy không thể ngăn chặn Trung Quốc chiếm 6 đảo chìm Chữ Thập, Châu Viên, Gaven, Subi, Huy Gơ, Gạc Ma, nhưng có thể khẳng định chiến dịch CQ8 88 đã thắng lợi, làm thất bại âm mưu chiếm đóng của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Đấy. Còn cái bọn Ba Sọc ấy, thì từ giai đoạn 1956 đến 1974 thì bọn chúng không giữ được đảo nào, thậm chí dâng cho rất là nhiều đảo, cả cái quận đảo Hoàng Sa cũng dâng luôn cho Trung Quốc. Đấy. Chính vì vậy ấy, thì bọn chúng không đủ tư cách gì kêu gọi người dân Việt Nam phải yêu cầu chính phủ phải làm này làm nọ, phải quân đội phải làm như thế này thế kia để bảo vệ biển đảo. Biển đảo của Việt Nam ngày trước từ đời cha ông để lại thì do chính cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Ba Sọc, ngụy quân ngụy quyền đã làm mất đi vào cái thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Tính từ giai đoạn năm 1956 đến 1974. Đối với Bái Tư Chính thời gian này rất là căng thẳng, lùm xùm. Nhưng chúng ta hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Bởi vì sao? Bởi vì Bái Tư Chính là thuộc đảo, quần đảo của Việt Nam, thuộc Bái Cạn, thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Nên chúng ta không việc gì phải nghe theo lời xúi dục của đám Ba Sọc, Việt Tân, bọn dân chủ cuội là mình phải nổ súng đánh nhau với Trung Quốc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nổ súng là chúng ta sẽ bị thất bại trong việc ngoại giao, trong việc sự ủng hộ, vận động ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là của các nước ASEAN. Tàu Trung Quốc vào, mình sẵn sàng đâm húc nhưng mà không được phép nổ súng. Cái đấy là cái chỉ thị, mệnh lệnh tối thượng của Đảng giao cho quân đội. Mà quân đội phải luôn luôn có đầu lạnh, có trái tim nóng để đấu trí, đấu sức của mình với cái đám xâm chiếm biển đảo trái phép này. Nên chúng ta hãy yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó. Đó, nói về biển đảo. Còn nói về các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa, trên thế giới này có hơn 200 nước, nhưng những nước nghèo đói nhất thế giới rơi vào các nước tư bản xã hội chủ nghĩa nha. Các vị không tin, các vị cứ tìm kiếm thông tin. Còn những nước nghèo đói nào, 10 nước, thậm chí hơn 10 nước nghèo đói nhất của thế giới là thuộc về tư bản, khối tư bản xã hội chủ nghĩa. Nhưng Đảng Cộng sản chỉ có vẹn vẹn 5 nước. Nước mà có nền kinh tế mạnh nhất, nó sánh vai, có thể đương đầu với được đế quốc Mỹ, là nước giàu nhất và đầy đủ, nói chung nó có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong quả đất này, đó là nước Mỹ.
Còn các nước như châu Âu, châu Á hay là khối liên minh của thằng châu Âu á, thì còn không bằng Trung Quốc. Nói chung á, thì Trung Quốc là nước đứng thứ hai về phát triển kinh tế xã hội, đó là nước xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, Việt Nam là nước có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế nó nhanh nhất và hàng bậc nhất của thế giới. Đồng thời Việt Nam cũng là một nước có biểu tượng hòa bình và tự do cho cả thế giới, cho các nước đang bị xâm chiếm, đang có chiến tranh, học tập về đường lối chính trị, cải cách về kinh tế. Đấy. Còn một nước nữa, đó là nước Cuba, bị bao vây cấm vận bao nhiêu năm nay. Nhưng nó được mệnh danh là nước có cái nền y tế giáo dục tốt bậc nhất của thế giới. Còn một nước nữa, đó là Bắc Triều Tiên. Nước này á, về nền kinh tế nói chung nó không phát triển mấy, nhưng vũ khí hạt nhân nó cũng được cả thế giới phải nể, phải gờm nó, phải e ngại, phải sợ nó. Đó là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên. Thỉnh thoảng á, nó lại đem vũ khí hạt nhân nó đem ra thử chơi. Đấy, chả biết là nó nghèo hay giàu không biết, nhưng nó đã chế tạo ra được vũ khí hạt nhân. Mà mỗi quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân không biết là tốn bao nhiêu tiền của và công sức. Đấy. Còn nước Lào là nước nói chung mà nghèo thì nó cũng không nghèo như các nước tư bản, một số nước tư bản ấy. Nhưng mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của nó rất là tốt, có nền chính trị ổn định. Còn cái đám ba sọc như nói về các nước xã hội chủ nghĩa thì bọn chúng có thèm muốn trở thành một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thì rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì bọn chúng dị ứng toàn phần đối với hai chữ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy á, cái đám ba sọc này, bọn chúng cần phải nghiên cứu cách thức để tiêu diệt nốt 5 cái nước cộng sản còn lại. Nhưng mà tiêu diệt bằng cách nào thì hãy nghiên cứu đi. Đến nỗi bố Mỹ của bọn ba sọc muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam từ giai đoạn 1956, mà trước đó là Pháp, Đế quốc Pháp mới thành lập Đảng Cộng sản ra, và nhiều các nước tư bản khác muốn tiêu diệt những cái chế độ cộng sản không được, từ giai đoạn 1930 cho đến 1975, Đế quốc Mỹ phải đầu hàng trước Đảng Cộng sản Việt Nam nha. Còn cái đám dân chủ cuội trong nước ấy, muốn đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho người thân, người dân và gia đình mình, thì Dương Vy cũng xin nhắc lại là các bạn
hãy làm việc tuân thủ đúng pháp luật, đúng theo hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các bạn dân chủ cuội nhớ cho kỹ này, nếu mà các bạn trong cái công cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của mình ấy, muốn có được quyền lợi, muốn được đảng, nhà nước hay là chính quyền các cấp người ta lắng nghe, muốn có sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, thậm chí cả trí thức, thì các bạn cắt hết cái mối quan hệ, mối liên hệ của mình với cái đám Ba Sọc, Việt Tân, dân chủ cuội ở hải ngoại, cái đám phản động, phản quốc, lưu vong ở hải ngoại ấy. Và đừng nhận bất kỳ một cái đồng tiền bẩn thỉu nào của bọn chúng gửi cho nữa. Thì nhân dân người ta nhìn vào, người ta mới nghe theo là thứ nhất. Thứ hai, đảng, nhà nước người ta sẽ xem xét những cái lý do chính đáng mà các vị đang yêu cầu, đang đòi hỏi quyền lợi. Bởi vì sao? Ngay cả những người dân như chúng tôi nhìn thấy các bạn live stream đòi hỏi quyền lợi, nhưng trong những cái live stream của các bạn toàn là những cái gì? Toàn là cái thành phần cận bá của xã hội, toàn cái bọn dân chủ cuội ở hải ngoại, cái đám Ba Sọc, Việt Tân ở hải ngoại, cộng thêm cái đám ô hợp, đám chí phèo F2 trong nước, vào nó cào bàn phím, nó xuyên tạc đảng, nhà nước, chống đối chính quyền nhân dân. Như vậy á, thì chính người dân chúng tôi đã không tin được rồi, thì đảng, nhà nước người ta sẽ tin vào các vị được. Mà đặc biệt chính quyền địa phương người ta rất là nhạy cảm với các vị, khi mà các vị có mối liên hệ với các thành phần chống đối đảng, nhà nước ở mang quốc tịch mà đang sống lưu vong ở hải ngoại, mang quốc tịch hải ngoại như Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Ý, Bỉ. Đấy, các bạn xem, các bạn đi đòi hỏi quyền lợi cho mình, nhưng mà kêu gọi đồng bào ở hải ngoại và trong nước hãy giúp chúng tôi đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Quyền lợi chính đáng của các vị thì tất nhiên chính quyền địa phương người ta sẽ xem xét, thậm chí đảng, nhà nước người ta cũng xem xét. Nhưng đã có yếu tố liên hệ với cái đám phản động, cái đám Việt Tân, cái đám dân chủ cuội ở hải ngoại, thì tất nhiên những thành phần đó liệt vào danh sách có ý đồ chống đối và lật đổ chế độ Đảng Cộng sản. Nó mục đích âm mưu diễn biến hòa bình thông qua những cái sự kiện, những cái vụ việc như đất đai, hiến pháp, dân chủ cuội, bot, BOT á. Đấy là những thành phần liệt vào những danh sách có âm mưu diễn biến hòa bình, kích động gây bạo loạn lật đổ nha. Đấy, nói về cái đám dân chủ cuội thì vừa rồi riêng tòa án người ta đã xử lái xe Hà Văn Nam và cùng 6 tài xế khác tại phiên tòa lưu động được xử tại Ủy ban xã Đà Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh á, vào ngày 30 tháng 7 vừa rồi á. Thì người bị kết án tù cao nhất là 36 tháng tù, còn Hà Văn Nam bị kết án 30 tháng tù. Biết là cái án gì không? Đó là tội danh gây rối mất trật tự công cộng theo điều 318 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhá. Còn ở đây người ta còn chưa quy cho cái tội có mối liên hệ với các tổ chức cá nhân thông qua live stream ở nước ngoài, ở trong nước mà cấu kết với cái bọn nước ngoài chia sẻ bài viết tung lên những cái đài phản động Việt Lai các thứ. Có nghĩa là tòa án đã không sử dụng đến lực lượng an ninh mạng để lôi những cái live stream
và những cái bài viết mang tính chất kích động vi phạm luật an ninh mạng để xử lý. Nếu mà xử lý thêm nó có tình tiết tăng nặng nhá, không có tình tiết giảm nhẹ. Nhưng tòa án người ta đã cảm thấy sự ăn năn hối lỗi của tên Hà Văn Nam và những đồng bọn khác thì tòa án đã xử rất là công bằng. Mà trước cái ủy ban nhân dân xã Đà Viên ấy, của huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh này, thì cái đám dân chủ quậy bót có tên Sơn Bùi cũng ở đấy livestream, và rất là nhiều người trong cái đám dân chủ quậy bót đến đó để nghe tòa tuyên án và được tòa án người ta đắp loa ra ngoài để đọc cáo trạng. Sau là những cái lời thú tội nhân tội của Hà Văn Nam và đồng bọn, tiếp sau là tòa tuyên án thì cái đám Sơn Bùi cúp đuôi ra về. Nhưng cái đám kênh kênh ở hải ngoại ấy, nhất là đài báo Việt Lai ấy, BBC này, VOA tiếng Việt hải ngoại này, cái đám đó lại xuyên tạc rằng đảng nhà nước nói là tên Hà Văn Nam này là tù nhân lương tâm, kết án theo cái điều 318 không đúng. Đấy, ý đồ là muốn đưa Hà Văn Nam qua nước thứ ba để tị nạn chính trị. Nhưng Hà Văn Nam trước tòa án đã thừa nhận cái hành vi của mình. Hà Văn Nam nói rằng: kính thưa quý tòa, bị cáo cảm thấy cái hành động của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội, nên bị cáo đã ân hận và hoàn toàn hối lỗi. Xin quý tòa giảm nhẹ tội danh cho bị cáo và bị cáo về nhà đoàn viên với vợ con để làm ăn lương thiện. Rồi hết. Cái đám Sơn Bùi, cái đám kia kia ở ngoài đang livestream không nói được câu nào, coi như là bị vả vào mặt. Đó. Chính vì thế các bạn đấu tranh đúng pháp luật, đấu tranh không có cái đám ba sọc Việt Tân ở hải ngoại, thì các bạn sẽ được chính quyền người ta xem xét, thậm chí xử lý triệt để và thấu đáo. Nhưng các vị lợi dụng vào mạng xã hội, lợi dụng vào cái đám phản động ở hải ngoại thì người ta liên các bạn vào những cái thành phần chống đối đảng nhà nước. Chốt lại là thế. Đó. Và Dương Vy cũng xin kết thúc cái livestream này ở đây. Hẹn quý vị và các bạn những cái livestream lần sau. Chúc các bạn có ngày 1 tháng 7 âm và ngày 1 tháng 8 dương lịch mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Các bạn là dân chủ, đấu tranh theo đúng pháp luật và hiến pháp. Xin cảm ơn.